Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các vị khán giả, hôm nay trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày tháng chín lịch sử, toàn đảng, toàn dân và toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, đồng thời cũng là ngày tổ chức lễ hội truyền thống dâng hương tưởng niệm 1111 năm ngày mất của Thiên Chúa Quốc Thể Dục. Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tây Quốc, Hội đồng Dân tộc Bộ Quốc Việt Nam cùng cán bộ và nhân dân trong xã long trọng tổ chức lễ hội truyền thống dâng hương tưởng niệm 1111 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Quốc Thể Dục, nhằm tôn vinh người anh hùng dân tộc có công xây dựng nền độc lập tự chủ của nước nhà thế kỷ thứ 10, mang lại thái bình thịnh trị cho đất nước, đồng thời giáo dục cho con cháu muôn đời phải tri ân nguồn cội, phải bảo vệ quê hương tổ quốc bình yên hòa bình cho dân tộc. Hôm nay Ủy ban Nhân dân xã Kim Quốc, ban tổ chức lễ hội truyền thống đền thờ anh hùng dân tộc Quốc Thể Dục tổ chức sự kiện nhà hát chèo Hải Dương biểu diễn với vở chèo chuyện tình Hàn Sĩ Đào Nguyên chào mừng lễ hội. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin nhiệt chào mừng các vị đại biểu, khách quý, đại diện lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tây Giang, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Quốc Việt Nam, lãnh đạo tập đoàn Bắc Hà, ban thường vụ Đảng ủy, thường trực Hội đồng dân, lãnh đạo Ủy ban dân, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các ngành đoàn thể nhân dân cùng quý vị khán giả đã tới dự đêm diễn hôm nay. Tôi nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các nghệ sĩ và các nam nữ diễn viên nhà hát chèo Hải Dương tham gia biểu diễn, chắc chắn sẽ làm hài lòng các quý vị đại biểu và quý vị khán giả tại đêm diễn tối đêm nay. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn tiến sĩ Khúc Minh Tuấn, chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Bắc Hà đã tài trợ toàn bộ chương trình này. Xin kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đêm diễn của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và ông Phạm Viết Sắn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lên tặng hoa cho cán bộ và các nghệ sĩ và nhà tài trợ. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời ông Giám đốc nghệ sĩ ưu tú Bùi Công Toàn nhà hát chèo Hải Dương và ông Nguyễn Quang Khải, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bắc Hà, đơn vị tài trợ chính cho đêm buổi diễn lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Nam và ông Nguyễn Viết Sắn và ông nghệ sĩ ưu tú Bùi Công Toàn và ông Nguyễn Văn Cải. Xin trân trọng cảm ơn các ông. Đầu.
Dạ bẩm quan. Dạ,
Ôi chào bác sĩ nội tinh này ạ. Chị dạ bẩm quan. Dạ chào ăn xin sữa ạ. Chỗ quan xin sữa. Được, diễn đi để quan ra nhạc. Thằng kia, mày là quan hay tao là quan? Trông mày oai hơn tao, cho mày làm quan. À, được, vậy tao là quan nhá. Quan đấy cơ mà. Dạ, một con diễn à. Nào hóa ra là chúng mày diễn à? Dạ, cái con diễn à? Thôi được, diễn thôi để qua chà. Dạ. Quan nghe. Mày cười cái gì? Dạ bẩm quan, chuyện vui thì con có nhiều, nhưng khách quan thì khác. Ôi cái này, bây giờ con xin kể về nỗi oan khuất của chính bản thân con nè. Thôi được rồi, oan khuất thế nào kể quan nghe. Dạ bẩm quan, chả là hôm mới vừa rồi con được đổi viên canh gác về quê thăm vợ thăm con. Dạ mà tao nghe nói vợ người mới sinh nở. Quản cái gì cũng biết. Tao làm quan thì cái gì tao chẳng biết. Vâng, nhà con vừa sinh cháu nhưng lại gặp phải khi nông vụ trí kỳ nên nó bỏ mặc thằng bé chưa đầy tháng ở nhà mà tới tận đầu xa gặt lúa. Sao mà đi xa thế? Ở nhà thằng bé gan sữa quá. Con ôm nó vào. Mày ôm làm gì? Dỗ mày. Mà nó cứ khóc quyết không thôi. Này thế nó có không? Còn có khóc như thì mẹ mới cho bú hiểu chưa? Đúng là nhưng mình là đàn ông, là bố thì sữa ở đâu ra? Mà mình cũng không thể bỏ con mà đi tìm vợ được. Thằng bé cao phê ơi, da rẻ bông tím đen như mây trời. Tình thế nó thành thập tử nhất sinh. Kể ra thì cũng nguy đấy nhỉ. Bỗng còn mới chợt nhớ ra, ở bên hàng xóm nhà con có một chị cũng vừa mới sinh cháu gái. Còn những người vội cầm cái bát chạy sang bên đấy. Mà sang bên đấy làm gì? Dạ con xin sữa. Thế là giải thoát được luôn rồi. Sang tới nơi cố nải xin ít sữa cho thằng bé nhà con. Vậy là giải thoát được luôn còn gì? Dạ không. Sang tới nơi thì đúng lúc chị ta đang ngủ. Biết giấc ngủ là hệ trọng của người vừa sinh nở. Nên con không dám đánh thức chị ta mà đành quay về. Trời ơi, tao chưa thấy thằng nào ngu như mày. Mày làm thế thì thằng bé chết à? Vâng, thằng bé gan sữa quá, nó nằm thẳng đáng ta. Nhìn mà thằng kia. Rồi mày đang kể chuyện chứ không phải mày đâu. Mà sao bảo nằm ở đây? Bảo cái gì? Dạ thằng bé không còn sức bật lên tiếng khóc nè. Vui quá rồi. Còn lại vội cầm cái bát chạy sang bên ấy. Thằng kia chạy vừa thôi, chạy hít tôi không mệt. Dạ nhưng chị hàng xóm vẫn ngủ yên nè. Còn cả đánh thức chị ta rồi lại ngài. Bỗng chợt nghĩ thôi đành vậy. Ô hay nhỉ. Trời, tao chưa thấy thằng nào lại ngu như mày quá. Quan ơi, quan ơi, quan ơi, rón rén bước vào khẽ
về cái áo ra. Mày ra làm gì? Ngồi về án riêng chỉ ra đơn. Mày ăn đây làm gì? Tôi bắt chồng cho con ra đi sửa. Đây là mày xin sữa đi nghe. Bông chị ta tràn dậy ở đạp. Ui mùi ra làm gì? Con ngã ngửa. Rồi chỉ vả con một thôi một hồi. Con vẫn muốn cả nhé cả lời. Nhưng chị ta vẫn chửi con là đồ xúc sinh vô lại à. Thế hóa ra chuyện xin sữa của mày là vậy chứ gì? Quan ơi, quan thương con quá, quan ơi. Bây giờ không để con mời chị ta tới đây. Quan xử cho con, rồi bênh vực con quan nhá. Dạ kìa. Dạ. Khó quá, khó quá. Dạ, khó. Quan nhưng mà xử tha cho mày. Dạ. Hóa ra là quan trung túng mày bóc vú vào thằng hàng xóm à. Quan lại khóc rồi. Xúc động đi thôi, còn lâu mới khóc. Quan mà xử phạt mày thì quan cũng thấy thương thương rồi. Tình mày ngay, nhưng lý của mày gian. Quan nên là quan không thể xử tha cho mày được. Ôi trời ơi, quan ơi. Quan ơi, quan chẳng thương con. Thương. Con theo hầu quan đã lâu mà. Con thấy có những vụ tình nó ra. Đúng rồi. Lý nó cũng ra phải. Thế mà quan còn xử được cho nó tụi mày. Ta làm quan thì cái gì mà ta chả xử được. Hết con. Sao? Các người dám mượn tích trò để phỉ báng quan. Chùm gánh hát đâu. Dạ bẩm quan, chùm gánh hát là mẫu thân tiện thiếp đang trên giường bệnh không thể tới đây. Có điều gì sai sót trong trò diễn đêm nay, tiện thiếp xin thay mẹ già ngài đại nhân chỉ sao. À, dạ bẩm quan là bà ấy bị ốm quá. Các người hỗn láo dám mượn tích trò phỉ báng con nuôi. Các tích trò như tử thức thiêng viên sao không diễn, là diễn trò vui mắt. Cô bác hóa. Dạ bẩm quan, nàng mời gánh hát đã có giao hẹn rằng không xem trò tích mà chỉ xem những mảnh trò hài hước ngô vui. Và lại mảnh trò oan xin sữa đã diễn ở nhiều nơi, quan dân đều hả hê tán thưởng. Dạ, quan dân đều hả hê tán thưởng à. Tán thưởng. Người ta không tán thưởng. Đúng rồi, họ tán thưởng á chân tao á. À, quan không tán thưởng à. Mà còn tên kép hát với thằng hề. Đi chưa? Dạ. Sai Tuấn Đình lọc cổ chứ ra. Đánh mỗi thằng hai với lại. Dạ. Dạ. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Ấn bỏ hai thằng này xuống. Quánh chết nó tao. Ôi dồi 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 ôi dồi. Con xin quan lớn rủ lòng thương xót. Khánh hát chúng con đâu dám khinh nhận, chỉ dám diễn những tích xưa mua vui rời khuyến thiện trừng ác. Xin quan lớn đèn trời soi xét, thương cho chúng con phần anh kép cổ đào. Xin quan lớn đèn trời soi xét, thương cho chúng con phần anh kép cổ đào. Các người dám mượn trò quan xin sữa để hạ nhục quan đỗ phỏng. Nhục quá. Linh hạ còn hết đàn hồ sáo nhị chất đống lên tôi nuốt tất cả chúng. Đại nhân bớt giận. Thưa đại nhân, chẳng mấy khi đại nhân về thăm quê quán lại cùng xem hội với bà con dân làng. Gánh chèo đây mặc giọng hát cung đàn, cùng trò diễn làm vui để khuyến thiện trừng ác. Gánh hát đã có lời thưa trước rằng trò diễn đêm nay là chuyện xưa nhặt ở bên đàn. Dạ, quan lớn nay liêm chính thanh cần, chồng nghĩ cũng chấp thuận chuyện chê cười quan sư khuất tất. Người là con cái nhà ai mà dám đứng ra bênh vực đào hát? À, mày là con thằng nào?
Dạ bẩm quan, nó là con họ vú 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 ở số ba ạ. Đã từng học qua tứ thư ngũ kinh, đang chờ khảo hạch lỗ khóa sinh thì mẹ mất, đành phải quay về chịu tang, xa suốt cửa nhà dẫn tới phải bỏ học qua. Đã từng học qua tứ thư ngũ kinh nhỉ? Đúng ạ. Được. Vậy ta thử tài ứng đối. Nếu quả là tài thực trí cao, ta sẽ ban khen bằng cách là tha cho. Dạ, xin đại nhân cứ dạy. Tiểu sinh xin hầu truyền văn chương. Cô đào kia tên là để quan. Tên là gì? Dạ bẩm quan. Dạ bẩm quan, nó tên Thu Hương à? Dạ. Cô đào kia tên gọi Thu Hương. Dạ. Vậy ngươi hãy làm cho ta bài thơ tứ tuyệt, nói về hương mùa thu, mà không được nhắc tới hai chữ Thu Hương. Không nhắc hai chữ Thu Hương. Dạ. Mày bảo ông cái gì? Thế giúp của mày bảo ông cái gì? Dạ, con mượn ông cái gần kìa. Thằng kia, mày làm cái gì thế hả? Dạ, con đã viết đi. Ui trời ơi, sao mày lại ngu thế hả? Ta bảo mày đọc, chứ không bảo mày biết đâu. Dạ, có như thế con mới nhớ được ạ. Có như thế mới nhớ được ạ. Dạ. Chưa được nhau, viết rồi. Dạ, đọc đi. Dạ, tiểu sinh xin đọc. Dạ, bỏ qua nó đọc rồi. Được, cũng cho là được. Quả là cũng có tài ứng đối. Quân tử nhất ngôn. Xa trưởng. Đã. Về. Ta về. Đã rồi ta. Kìa các cô các bác, anh em đánh hát, xin đừng đa lễ. Tiểu sinh đã nhiều lần theo xem gánh hát. Tôi yêu những tích trèo quê và thần ngưỡng mộ trước tài nghệ biểu diễn của nàng. Cảm tạ chàng đã ngợi khen, chàng có thể cho thiếp được biết quý danh. Tiểu sinh họ Vũ, tên Lương. Vũ Lương.
hoàng là Vũ Lư. Ôi, thật đúng là hậu sinh thiên lý, năng tương ngộ. Phải chăng cô nương đã biết về tiểu sinh? Thiếp không chỉ biết về chàng, mà thiếp còn biết chàng chính là học trò giỏi nhất của thầy Đồ Vượt. Trời ơi, nàng lại biết đến cả thầy của tiểu sinh. Người thầy nổi tiếng tài đức vẹn toàn. Thiếp nghĩ bất cứ ai lưu tâm đến sự học ở đời đều biết về thầy. Vậy phải chăng nàng cũng là người rất lưu tâm đến sự học ở đời? Thiếp là người từ lâu mang danh con hát, nhưng với thiếp việc đi hát không hẳn là kế sinh nhai, mà là niềm vui, là hài vọng được hiến dâng lời ca tiếng nhạc trước cả đời. Nàng đừng nói như vậy. Ở đời này con hát có gì là xấu? Chỉ có người đời nghĩ xấu về họ mà thôi. Thiếp vừa trộm nghe vì cảnh nhà ngang trái khó khăn, thiếp thực tâm muốn được giúp chàng một chút, gọi là để chàng mua giấy bút học hành. Không, ta không thể nhận tiền của nàng. Kìa chàng, đây là tấm lòng của thiếp, là những đồng tiền trong sạch từ nghiệp cầm ca. Thiếp mong chàng góp phần lo truyền áo cơm để chuyên tâm cho việc học hành thi cử. Cảm tạ tấm chân tình của nàng, nhưng ta không thể. Nàng ơi, làm trái sông nhi ở trên đời, giản nhi đông tiền đi tới người gần. Trân trọng một chút tà hèn, xin bái biệt Thu Hương cùng anh em đánh hát. Tiểu sinh xin bái biệt. Vở chèo chuyện tình Hàn Sĩ Đào Lương, tác giả kịch bản Trần Phương Hành.
Trần Đình Hương, đạo diễn Lê Tuấn Cường, sáng tác và chỉ huy dàn nhạc nghệ sĩ ưu tú Kim Hoàng, họa sĩ nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đạt Anh, biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Khánh Toàn, dạy hát truyền thống nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài, thiết kế ánh sáng Huy Toàn Chiến Thắng, âm thanh Phương Triều, chỉ huy đội diễn trưởng đoàn Ngọc Minh, chỉ đạo nghệ thuật giám đốc nghệ sĩ ưu tú Bùi Quang Toàn, cùng tập thể nam nữ diễn viên nhà hát chèo Hải Dương trình diễn. Trọng điều anh em chỉ tiếc rằng tôi biết nhưng tiền bạc góp vào chẳng đủ bà, thì bà tạm sân siêu từ nước khác chẳng mấy mà đã tới qua bà em chạy lặng cơn qua chiều chờ
xin thầy thưa cô, con đã về. Kìa, Vũ Lương. Anh Vũ Lương. Hôm nay con về sớm, chẳng hay trường giám không có cuộc bình văn. Dạ thưa thầy, con tư nghiệp ra đề cho các giám sinh, con cũng làm bài, nhưng chỉ là cho dự thi, cho nên không được nộp bài để chấm. Con đem về trình để thầy xem mà. Vũ Lương, dạ. Anh không phải là con nhà quan, nhưng học giỏi thầy mới xin được quan tư nghiệp cho vào dự thi. Những buổi giảng bài tập văn ở trường giám đã giúp cho học thức văn tài ngày một cao sâu. Để thầy xem. Trời, là một bài thơ về ông Đỗ Phủ, Hạn Vân Thi. Dạ vâng ạ. Thế anh đã thuộc ngay chưa? Đọc cho thầy nghe. Dạ con xin đọc. Kẻ sĩ sinh thời nước loạn ly, nhân tình thế thái nhập đường ti, cửu ca ngâm vịnh tâm hưng ki, tam biệt kiến hành giả khắc ly. Áo rách lạnh khi chắp vai, tiền tàn thân thiệt lúc xa đi, sông trôi nước lành đêm thanh vắng, sông đầy mèo đưa anh lẻ. Sông trôi nước lạnh đêm thanh vắng, sóng đầy bèo đưa ấy để anh đi. Tìa ông ấy. Thầy, ông Đỗ Phủ đã chết thảm trong đói khổ bệnh tật, trong một chiếc thuyền rách nát trên sông. Hai câu kết của bài thơ đã bày tỏ nỗi thương đau da diết về số phận một thi hào, nhưng chỉ nhắc đến ba bài thơ tả cảnh ly biệt thì chưa đủ nói hết lòng thương người đau đời của ông Đỗ Phủ. Còn bộ ba tam lại nữa, tả cảnh quan nha ức hiếp dân lành. Anh Vũ Lương, dạ, nếu mai anh đỗ đạt làm quan thì phải biết thương người đau đời như ông Đỗ Phủ, càng tránh xa vết xe đổ của bọn quan nhã ức hiếp dân lành. Con xin vâng lời thầy dạy, nếu được làm quan con nguyện sẽ công minh liêm chính. Vũ Lương, dạ, anh phải gắng đại thành chí lớn, khỏi phụ lòng người bao năm tháng kêu mang. Một người con gái giấu họ giấu tên, nhưng đã lo lắng cho anh như người vợ thảo hiền trong cổ tích. Con đã dò hỏi khắp trong thân thích, dạ, nhưng vẫn chưa biết người thương con mà giúp đỡ tận tâm mà. Hay là em tốt số đã có một nàng tiên giáng hạ xuống trần để giúp anh ăn học. Nhưng 3 tháng rồi người xấu tên lại thêm dấu mặt. Kìa bà, không nhắc đến chuyện tiền bạc, hãy để anh ấy yên lòng ôn luyện kịp kỳ đi. Bà hãy lo công việc của mình đi. Dạ thưa thầy, còn mải mê đẹp sách để cô phải phiền lòng về chuyện lương ăn. Dạ, con xin trở lại nhà ít hơn, lo được gạo tiền, con sẽ lên thủ giáo. Không lo, không lo. Vũ Lương, anh cứ ở lại đây. Dạ. Thầy cô sẽ kêu mang cho tới kỳ thi. Gia cảnh nhà anh, thầy có lạ gì, anh mà về rồi chắc sẽ chẳng lên kinh được nữa. Đã có câu quân tử thực
vô cầu báo. Chỉ sợ bụng các anh, chỉ sợ bụng các anh không đầy chứ mà thôi. Đội ơn thầy. Vũ Lương, anh là người có cốt cách, hãy cố lên, cố lên con. Dạ không. Ai là người đã giấu họ giấu tên? Thưa nàng thần cô mang hàn sắc, chắc hẳn không phải là tên nữa. Vậy là ai? Hay chính tôi? Có phải cô nàng mà mấy lâu ta vẫn trộm nhớ thầm từ trong đêm hồi trèo chứ? Hương em đào hát, hành sắc vẹn toàn, muốn đơn tài vườn phép vua cấm kỵ còn ngăn cách. Mệnh trời sắp đặt theo nào, cô Mai. Mời anh Hóa xuống nhà Nam dùng bữa, kẻo bố mẹ anh đang chờ. Vâng, xin cảm ơn cô Mai. Anh Vũ Lương, thế mà tốt số đã có gia nhân thương bụng nhớ ở thầm, tầm tùy lo toan cho nở học hành, giấu họ giấu tên nhưng giấu lòng chẳng sao. Thank you.
với sư mẫu cùng em Mai. Đây là cô Đào Thu Hương đã gặp con đêm hồi trèo 3 năm về trước. Thấy gia cảnh ngặt nghèo đang họ lòng giúp con đèn sách, nhưng con hổ thẹn là đấng nam nhi nên chẳng thể nhận lời. Con ở đâu suốt mấy năm trời nàng vẫn lặng lẽ kêu ma mà xin được giấu tên giấu họ. Thu Hương ơi, một lời này anh xin cảm tạ lòng thương cảm của một cô đào với kẻ hàn nhau. Kẻ anh hoa xin đừng đa lễ. Thu Hương ơi, xin con nàng Châu Long thay chồng lưu bạn. Nay có Thu vẫn làm thầm lo giúp đỡ hàn nhau. Tiệm bạc của nàng đã thoát từ khăn ruột mà ra, ngọn tiền đổ qua từng đêm xiết. Nào đâu có tiên sao một đường, từ giữa chiếu trèo nàng bước tới đây. Tình yêu thương thay mơn nàng nghĩa dày, ta xin nguyện trọn đời báo đáp. Cảm tạ chàng đã thương yêu thương. Luật của triều đình lại hà khắc cấm ăn, không cho phường trèo con hát được lấy người làm hoa. Rồi ta ấy chẳng vẹn tàn rồi. Gần có niềm yêu tha thiết thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi nỗi gian nan. Phú Lương, mai này chẳng sẽ thi đỗ được bầu làm quan, bởi thế từ nay xin chàng hãy quên thiết để lo cho nghiệp lớn. Thu Hương ơi, không, nếu vậy thì ta sẽ không đến trường thi nữa. Xin chàng đừng làm vậy. Thu Hương ơi, ta yêu thương nàng và ta yêu gánh hát, tần miệt sẽ đi theo nàng trên mọi nẻo nhân gian. Hề sắc son vàng đá bên đi gan, không thành kết cũng nên đi người chờ dứt. Thôi, xin chàng đừng nói vậy. Chàng phải đi thi, chàng phải làm quan để cứu giúp những người thân phận nhỏ bé, để nữ dân được sống an lành. Nhưng nếu làm quan mà phải sống thiếu nạn thì cuộc đời ta còn gì nghĩa lý. Thu Hương ơi, ta nhất quyết rồi, ta sẽ đi theo nàng cùng gánh hát. Không được. Nếu chàng quyết đi theo gánh hát thì chàng đã phụ công của thiếp bấy lâu. Thu Hương, 3 năm qua thiếp tiền cậy ở chàng, mong ước mai sau mới sinh được nuôi chàng ăn học, mong thành người tài suốt nước. Xin đừng nghĩ ta như một vị thánh nhân, hãy coi ta như một người bình dân nơi thôn gia. Thu Hương ơi, muốn ở bên nhau, muốn ở bên nhau cho trọn tình vẹn đi. Và ta không muốn mất nàng. Chàng hãy hứa với thiếp, qua thì này bằng hồ đề sinh, để một khi nghiệp lớn đã thành, để sang thất mới thực là vạn thành.
hứa sẽ giữ lời hứa. Đại đăng khoa rồi sẽ tiểu đăng khoa. Nó giúp biết lời tạ ơn sư phụ, cùng sư công với bà em. Bây giờ đành tạm cách xa. Mà đây xung họp một nhà tên. Ngàn sâu khói xanh màu còn chưa đi ngủ. Quan chưa ngủ, tôi ngủ làm sao được? Dạ, tôi vào đưa cho quan chén trà để người uống cho ấm dạ. Chứ đừng khách sáo làm gì, tôi đang chờ bổ nhiệm chứ đã làm quan đâu. Xin hãy cứ gọi tôi là Vũ Lương như những ngày thơ bé. Ấy chết, sao có thể thế được?
Bây giờ người đã đỡ ông nghẻ sắp làm quan lớn, còn tôi là người làm kẻ ở trong nhà, thứ bậc chẳng còn như trước. Nói thật với cậu chứ, ngày cậu bỏ nhà ra đi biệt tích, mọi người trong nhà ai cũng tưởng rằng cậu đã chết. Nhưng còn tôi vẫn tin tưởng cậu còn sống. Nhất quyết một ngày cậu sẽ trở về. Ấy thế rồi một ngày cậu trở về thật. Cậu có biết tôi vui mừng đến mức nào không? Trung hậu, bao năm siết kẻ ơi mà trong mắt chú hậu, cảm ơn chú bao lâu nay vẫn luôn nhớ đến tôi. À, chuyện tôi nhờ cậy chú làm đến đâu rồi? Dạ, tôi đã đi dò hỏi khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy tung tích về người quan cần tìm kiếm. Dạ, vẫn bật vô âm tín ạ. Vậy sao? Chú hậu này. Dạ. Vậy thì ngày mai chú hãy gấp đi mau. Dù rừng rậm phải băng, biển xa phải vượt, chú hãy giúp tôi tìm cho bằng được. Bây giờ đây tôi chưa thể tự thân đi tìm. Vâng, sáng sớm ngày mai tôi sẽ nhất định lên đường đi ngay. Ừ, tôi tin ở chú. Vâng. Thu Hương ơi, hỡi Thu Hương, nàng ở đâu giữa mênh mông trời đất, giữa bao la biển người? Bàng hồ đề danh đã chiếm rồi, mong sao mai chút sớm hòa đôi, hiền vinh chẳng được cùng chung hương. Luật vua phép nước sau hà khắc, mong ước mãi ắt xanh đông. Này năm qua rồi tiểu năm qua, phú thần chàng ơi, thiếp mong ước phú vua quê hương đỡ sợ, cho làn phường một nhà, cho đôi lứa bên nhau. Xin thần đi, ta phải chia. Thank you.
chữ hết vận hồn. Vây thơ dài xuống bên bờ đã về khuya, sao cha còn chưa ăn giấc cả? Cha làm sao có thể ăn giấc khi con trai mình còn chằn chọc canh khuya? Dạ thưa cha, kể từ ngày lên kinh thành trò học, con đã quen thói thức khuya đèn sách sớm hôm mà. Đừng giấu cha, con vẫn còn trăn trở về cô đào hát đó đúng không? Hãy quên ngay cô gái ấy đi. Cha đã sắp xếp cho con một cô gái đẹp người đẹp nết. Nàng tên Bích Ngọc, con gái út của quan Chi Châu, vẫn đóng cửa kén chồng bấy lâu. Cha đảm bảo con và nó sẽ rất xứng đôi vừa lứa. Kiểu cha, cha đã quyết rồi. Đây ngày mai nhà ta sẽ có cơi chầu sang bên đó già có, để ngày kia các con có thể bái đường thành thân. Không, không được đâu thưa cha. Chuyện trăm năm hệ trong cả đời người, sao có thể gấp gáp thế được? Cái gì? Hơn nữa, còn với Thu Hương tình sâu nghĩa nặng, sao có thể nói quên là quên ngay được thưa cha? Mày nói cái gì? Kiệt cha, Ngũ Lương, dạ, quỳ xuống. Quỳ xuống! Nghe cha dạy đây. Trái nam nhi chí tăng bồng hổ thì dọc ngang trời đất vây vùng. Vậy mà nay lại yếu đuối vì một người con gái vậy sao? Cha không chấp thuận, con phải quên ngay cô đào hát ấy đi. Dạ thưa cha, con có thể nghe cha mọi điều, nhưng riêng mối duyên con cùng với cô đào, xin cha hãy thương tình thương thuận. Kiện cha, đã lĩnh chức quan do triều đình bổ nhiệm, mà lấy vợ đào nương thời phạm luật vua ban. Vậy thời con xin tử không nhận chức quan, để tròn nghĩa với người đã cưu mang giúp đỡ. Cái gì? Mà ngân nghĩa? Mà ngân nghĩa thì đã đền ân nghĩa, đã có bạc vàng thay việc kết phu thế. Thưa cha, nhưng con đã thương yêu song sắt một công minh ý không thể lấy bạc vàng thay thế được hôn sự. Kiểm tra hứa này, hôn sự vốn là việc hệ trọng, làm gì có chuyện cha cho con tự ý nguyện thề tự định việc hôn nhân. Dặn cho cha. Ôi, anh biết đấy, Lê Triều Hình Luận đã ghi con trai nhà xướng ca không được dự thi, con gái nhà xướng ca không được lấy con nhà quyền quý. Quan chức lấy con nhà xướng ca làm vợ làm thiếp sẽ bị phạt 70 triệu rồi bị biếm chức. Con cháu nhà xướng ca lấy con gái nhà làm vợ cũng bị phạt 60 triệu và nhất thiết bắt nghi gì. Ngũ Lương con, thế gian này còn bao nhiêu người phải rơi lệ,
họ trông chờ những vị quan thanh liêm đức độ, vậy mà lại định từ bỏ trốn quan trường, bỏ mặc tiếng kêu cứu lầm than của chúng dân trăm họ hay sao? Kiểm tra lại cô đào hót phong mờ, đêm nay vẫn bật vô âm tình, ta lặn chim trời còn biết tìm đâu. Khó ngủ quá, khó ngủ quá. Kiểm tra, kiểm ông trời, ông ơi, kiểm tra, ông đang mang chồng ấy. Sao ông không ở trong an dưỡng à? Vũ lùm cháu đấy. Cháu ấy nghèo, cháu phải lập ra thất. Nhà này không thể thiếu người nối dõi tông đường. Dạ cháu nghe ông. Đây là tâm nguyện cuối cùng của đời ông với cháu. Dạ cháu hứa. Ông có làm sao không ạ? Không sao, ngủ muộn mệt tí rồi. Cẩn thận đi ông. Ông ơi, rồi cháu sẽ lập thành gia thất với người con gái đã nguyện thể son sắt thủy chung. Dạ, sẽ có chất đồ cho ông mà. Nhưng ông không thể đợi lâu được nữa. Kiểu còn như cháu không nghe lời cha cháu thì thì cái nhà này còn gia giáo nữa không? Cái bố thằng luôn. Dạ, vào mang cái roi già phát ra đây cho ông. Ông có làm sao không? Thôi không chẳng, ngủ muộn tí rồi. Dạ thư cha, rơi của xa đây à? Mày còn nói chi đến chữ hiếu nữa đấy. Kiểm con xin cha. Thương. Dạ thưa cha, ai nằm mà mày nằm xuống. Mày nằm xuống. Ông đừng đánh bố cháu, ông hãy đánh cháu đi à. Con luôn. Dạ. Nằm cả xuống đấy. Dạ, con nằm ngay dạ. Nằm xuống. Dạ. Mày mày dạy con mày, dạy con mày cá. Dạ, con xin cha. Cha đánh con vì tội bất hiếu, nhưng con xin được đánh nó vì tội bất trung.
cha dám coi thường phép nước luật vua, quan chức gì mà lấy vợ sướng ca hát khổ luôn. Dạ thưa cha, con xin được đánh vua. Con đánh đi. Dạ con đánh ạ. Đánh đi. Mày ôi lòi cha ơi, hôm nay tao phải tập con cho mày trước khi lên nhiệm chức. Trời ơi, phải đánh mày để sơ duyệt chứ. Con đánh sơ duyệt chứ. Muốn lên cao, muốn lên cao thì ắt phải chịu đòn. Dạ con đánh lại. Con đánh lại nhá. Ấy ôi đánh nát nhít thần đích tôn của ông già. Cha cháu khẽ rồi là cháu xin cha. Cha ơi, bất thiếu, bất thiếu. Nói đi cho chị biết nào. Đã bảo là em không nói mà lại nói đi.
Thế em nói nhá. Chị ơi, anh ấy đã đỡ rồi. Trời ơi, anh quá đỡ rồi sao? Vâng. Chị ơi, dạ. Con nói thật không? Vâng, anh ấy là vị tiến sĩ trẻ nhất khoa thi năm nay. Vậy là ta đã mãn nguyện rồi. Nhưng còn một tin nữa. Không biết em có nên nói với chị hay không? Kể gì? Có tin gì nữa về em? Thôi, em không nói đâu. Thôi, cậu nói đi cho chị biết nào. Anh đã đi nhậm chức làm quan. Rồi đã lấy vợ. Vậy sao? Chàng đã lấy vợ rồi sao? Chị ơi, chị đừng buồn nhé. Lỗi tại em. Lẽ ra em không nên nói điều này với chị. Không sao. Cảm ơn cậu đã về tận quán nàng họ Vũ ở Hải Đông dò tìm tin tức. Chị biết điều đó rồi cũng sẽ xảy ra. Mừng cho chàng mà chị lại khóc. Không, chị đâu có khóc vì buồn mà chị khóc vì vui đấy chứ. Đời người nhiều khi vui quá cũng trào nước mắt mà em. Chị ơi, hay là chị trở về quê quán lấy một anh lục tiền vui với ruộng vườn, lại gần với mẹ già khi tự bắt đèn tối lửa. Nhị à, mẹ chị còn khỏe đã trông nhờ chị cả trăm năm. Chị theo nghiệp cầm ca gắn bó với nghề cứ như là định mệnh. Gánh hát là nhà có phường có bạn, qua mấy đồ đường trường bóng ngà trong tranh. Lần lộ tìm em báo tin thi đỗ và đã kết hôn cùng con gái nhà quan. Chuyện gì này nhá, anh lừa ai chứ không lừa được tôi đâu. Tôi đã về quê họ Vũ dò tin, ngay ở đầu làng đã có người cho biết quan nghèo lương không thể lấy nào hát,
mà phải làm rể quý với lệnh tổng cao môn. Thần ơi, tôi sắm vai hề lưu diễn đêm đêm, nhưng có ngờ đâu câu hát vận vào người chị của mình cùng trong gánh hát. Buồn sâu, buồn gì buồn gì buồn dám trách chú, bởi từ cuối xóm cho tới đầu làng đã đồn đại xa hoa. Trong khi chờ lệnh chỉ của đức vua, tổ phụ tôi, cha tôi đã ép tôi phải lập thành gia thất, phép vua cấm quan kết duyên cùng đạo hát. Nên ông nghè muốn làm quan thì tất phải nhẫn lòng từ bỏ chị Hương. Lúc Hàn Vi hởi trung thủy sát son thì có chức quyền, người ta tự biết thành kẻ khác. Đời nó vậy, chị em tôi nào dám chắc. Quản lớn ý, khỏi phải bận lòng vì chuyện đã qua. Không chịu vâng theo sự sắp đặt của cha, tôi đành phải ra đi không hẹn ngày trở lại. Thu Hương ơi, anh thi đỗ thỏa lòng em mong đợi, nhưng anh không thể làm quan vì không thể mất em. Hãy cho anh đem chút tài mọn văn chương làm một bát thơ soạn thân trò cho em cùng gánh hát. Không thể để đời em mãi chỉ là câu hát sắc, hát mãi sắc qua cầu mà chẳng thể quá gian. Quá gian lao trong cơn giông về từ nơi tây, tâm đang nghĩ và khi trong lửa đỏ
hồn nghe. Ngài bỏ nhà một lần nữa xa đi, bỏ cả chức quan, gác bỏ cả chữ trung chữ hiếu, chả hãy gấp về nơi chân phủ, chẳng họ đang chờ người liêm chính công minh. Ví thư nhau còn chút ân tình, thời hãy quyết làm theo chính đạo. Thu Hương, cầu Phú Lương, cầu Phú Lương, Chú Hồng, trời ơi, cầu Phú Lương, trời ơi, tìm được cậu thật là đại phúc. Cậu ơi, xin cậu hãy mau mau về đất để tiếp nhận chiếu chỉ của nhà vua. Có chiếu chỉ sao? Vâng, quan truyền thánh chỉ nói rằng tiến sĩ Vũ Lương được bổ nhiệm làm quan tri huyện. Nếu chậm trễ hoặc không tuân mệnh sẽ bị khép vào tội kháng chỉ, tội khi quân. Trời ơi, thế là vua em buộc ta phải nhận chức huyện quan, nếu không sẽ bị chém đầu vì tội khi quân kháng chỉ. Vâng, đó là tội chết. Cậu có thể quyết không lập gia thất, chứ không thể nào chống lại mệnh vua. Chú Hầu, Vũ Lương, tình thế vậy không thể cưỡng lại, chả hãy kiếp về phong chiếu chỉ làm quan, chưa giúp được nhiều cho xã tắc sang san, thì hãy chăm lo cho dân lành trong một huyện. Cùng đấy cậu ơi, tôi đã thuê đò dọc đi tìm cậu theo suốt triển sông. Thôi, cậu hãy ra từ cô Hương, tôi đợi cậu với con thuyền ở bến. Tôi đi trước cậu nhé. Thu Hương ơi, kiếp này đã lâu, người ba sinh gặp gỡ duyên sâu, vinh hoa phú quý nào đâu, làm quan là thử lòng nhau với đời. Lòng sân không thề mình trời, có tình non nước hãy nhớ lời dù cho sông cạn đá thank you.
sâu tình tuổi lắm trời ơi. Là tiếng hát của cụ Cầm xa xít như nói hồ nói niềm tha thiết yêu thương. Kể từ kẻ thu trộm phép thu hương, nó làm được mẹ nàng về đây phụng dưỡng. Chỉ cảm chẳng may thác sơn, anh rể một mình gạ trống nuôi con. Thu hương thời lưu diễn tha phương, không thể bỏ gánh trèo về nuôi dưỡng mẹ. Những câu hát ngày xưa cụ vẫn còn tạc sạc, dù đã truyền nghề cho cô con gái út Thu Hương. Nỗi buồn tròn kiếp còn vương, thường con nghĩ tới đoạn trường xót xa. Kính mẹ nàng như thể mẹ ta, cũng nhà đời cũng xem là nhà kỳ mẫu. Dạ bẩm quan. Kiểm chu hầu. Dạ, quan có khách từ kinh đô tới à? Cho mời khách vào đây. Vâng ạ. Xin mời vào. Chào quan lớn Vũ đại nhân. Xin kính chào quý ông. Quý ông đây là tôi là thuộc hạ của quan thượng thư họ Trịnh. Xuống gặp ngài vì có chút việc riêng ấy. Ấy là quan thượng thư có nhời với ông huyện, xin ông hãy rộng lượng tha cho em họ của ngài là Trương Hải đang bị tống giam. Bộ thượng sẽ giúp ngài tiến chức tham quan và có chút quà để tỏ lòng cảm tạ. Xin ông hãy về thưa với cụ thượng rằng bản quan không thể nhận quà. Lão sao có thể đem châu báu ngọc ngạc chuộc tội cho kẻ mất hết lương tri, mắc vào tội thập ác. Trương Hải kia đáng chết bởi là một thầy lang mà giá tâm dùng thuốc hạ độc giết người nhằm chiếm đoạt sai nhân. Thế cho nên cụ thượng mới phải hạ mình cầu cạnh huyện quan. Xin ông hãy nể tình đồng hương mà phần xoay không được. Sao có thể thay đen đổi trắng? Bản quan đã tuyên thể công chính nghiêm minh, quyết phải xử theo phép vô luật nước. Tôi phải nhắc với ông huyện rằng trái ý bề trên thì chẳng dễ yên thân kẻ dư. Tôi cũng vậy, nhưng đã là quan liêm chính thì luật phải thượng tôn. Chú hầu đâu? Dạ. Tiến khách. Được, tôi sẽ về bẩm lại. Trương Hải không được tha tội thì cái chức huyện quan của ngài, chức huyện quan của ngài cũng chẳng dễ yên đâu. Không, không chẳng dễ yên đâu. Này, về. Làm quan phải giữ đức liêm chính, khỏi phụ lòng tin cậy của lương dân, khỏi phụ lòng trong đời của Thu Hương, khỏi phụ công thầy bao năm giáo huấn. Thu Hương ơi, anh biết rằng cùng ai chung chăn chung gối.
cả nơi này ở quầy cuối tình em. Nguyện mai này khi vấp hạt cao niên sẽ cho đến từ quan đi tìm gánh hát. Nếu em đã kết duyên cùng người khác thì vẫn nguyện thơ phường làm một bát thơ. Và bẩm quan, băng chiều đã ngả, mời quan nghỉ ngơi dùng bữa. Chú hầu, chú hãy để tâm đến chuyện ăn uống nghỉ ngơi của thân mẫu Đào Hương. Nặng lòng thệ hải minh sơn, bát cơm xíu mẫu giá ơn nghìn và băng. Tôi còn mấy việc phải làm để cho văn án rõ ràng công minh. Dạ vâng ạ. Dạ xin chào bác Hồ Phong. Trời ơi chị Thu Hương, chị Thu Hương. Vâng cháu đây. Trời ơi mấy năm không gặp, nhìn chị vẫn son sắc vẹn toàn như xưa. Trời ơi Thu Hương. Dạ Thu Hương. Dạ bẩm đại quan. Kiên đẳng, sao nàng khách sáo vậy? Hãy cứ gọi ta như trước, Vũ Lương. Thiếp muôn phần đội ơn, con lớn đã đón mẹ già thiếp về đây phụng dưỡng. Xưa giúp một đồng cân, nay đã đền mấy lượng. Thiếp biết lấy gì cảm tạ lòng nhau. Thu Hương ơi, đối với ta nàng tình nàng ơn sâu, thần mẫu của nàng ta kính trọng như là nhạc mẫu. Nay thiếp xin đón mẹ về nhà tự lo phụng dưỡng. Kẻo biểu tiếng thế gian phiền lệ đến chàng. Xin hãy khoan thăm hỏi mẹ già, cho ta được cùng nàng hàn huyên chút đã. Dám hỏi đã cùng ai gá nghĩa, hay vẫn gác mái chèo chẳng thuần chuyến đò đưa. Nặng lòng với chút tình xưa, chàng chưa lấy vợ, thư phòng cũng thể cư phòng, lòng nàng chắc cũng như lòng ta thôi. Đã bao đêm thơ thức bồi hồi, nghe ra diết những lời mẹ hát, rồi sớm nhập tâm một điều trèo tha thiết, cứ tự nhẩm trong lòng khe khẽ hát mình nghe. Thật may ư? Để ta hát thử xem có thể đồng thanh tương ứng với nàng. Thank you.
Cắn với công việc xét xử rất nghiêm minh, ngờ đâu tai họa đến mình, thượng tôn luật nước oan tình buộc thân. Xưa nay người tận tình vì dân, bọn gian định ngắt dùng mà loại bỏ. Dạ, con kính chào sư phụ, sư mẫu, thú hương. Thú hương,
Thế con đã có tin tức gì về anh Vũ Lương chưa? Xả thương bị đòn thù hiểm ác, đã tưởng là nát thịt tan xương. May có các lương y trong huyện chữa trị vết thương, được bà con chăm sóc tận tình, nên giờ đã bình phục. Chết làm sao được, trời vẫn thương người có đức có nhân. Thế còn mẹ chị có được bình an, đã được cụ bà về quê rồi chứ? Xả thương, ngày từ hôm xảy ra tai họa đó, mẹ con lâm bệnh, đưa về được tới quê nhà thì đã quê tiên à. Trời ơi, sao số kiếp con cùng với Vũ Lương lại cay đắng đoạn trường đến thế. Còn kẻ ác lòng hành áp chế, làm người lương thiện có dễ gì đâu. Dạ, thưa sư phụ sư mẫu, hôm nay con tới đây trước để báo tin, sao là xin thưa chuyện. Kìa con, anh Vũ Lương gặp nạn, nhưng đức vua sáng sớm nhất định sẽ giải oan. Nghe các bậc trung thần ắt cho chàng được phục chức quan. Nhưng sao con, nhưng ông huyện cần phải được yên bề xa thất, phải có người sớm hôm bưng canh xót nước, chia sẻ buồn vui lo lắng âu ta. Con xin cậy nhờ em mai nhà ta giúp con làm hiền thê của quan nghè họ Vũ địa chỉ, để giúp con đáp đền ân nghĩa. Một lời này xin cảm tạ em mai. Kìa chị cần nhờ người. Chị con, chẳng phải cách bắt nhờ hồ đồ. Tôn kính thầy, anh ấy đã như con. Chẳng các bạn đồng môn, anh ấy được thầy cô thương nhất. Nếu chẳng bị cấm ngăn mệnh quan cùng đạo hát, thì chị chính là sâu thảo của nhà em. Thu Hương, thầy và cô cảm kích tấm chân tình của con, đã mai mối cầu hôn giúp người mình yêu dấu. Nhưng phải suy nghĩ cho thật thấu đáo, nếu hợp duyên có phận thì không cứ gì được phục chức quan. Em Mai sẽ làm vợ Vũ Lương, vui cảnh khó, trốn điền viên thôn giã. Các con, dạ, các con sống tròn tình vẹn nghĩa, thời có kẻ chi đến chuyện sang hèn. Dưỡng dục sinh thành củ lao chế đức, thầy mẹ chẳng phải phiền lòng, được thế là vui. Dạ, thưa thầy, thưa mẹ, chị Thu Hương đã có lòng vui lắm, nhưng tâm nguyện của con không phải là thay chị làm vợ quan nghè Vũ Lương. Mà sao con? Dạ, con muốn được theo chị Thu Hương cùng gánh hát đến mọi miền dân gian. Con muốn biết trèo trọng lao trọng nghĩa, khuyên sáu người đời tích thiện tốt, để giúp các con ngài cần chính thân lương, khỏi phải bị lao động khi chồng cho chồng khác. Mà em dạ, thưa sư phụ sư mẫu, lòng con còn vương nỡ xót xa, lời yêu con ác trèo tình mùa còn lo cho gánh trèo đạo nung còn non trẻ. Tâm huyết bao đời con xin gửi vào bác. Thầy ơi, đây là những điệu trèo đi suốt đời cha mẹ học nhạc từ tứ chiến lâu nay. Nay con ra đây đạo lý một cành, con xin gửi nhờ thầy sớm cho gánh trèo tư nhân tan vật hình. Mai em, dạ, em hãy trao bức thư này tới tay Vũ Lương giúp chị. Vâng. Thu Hương, thế con định đi đâu? Dạ, thưa sư phụ sư mẫu, vì đạo hát mà huyện quan mang họa, có cớ để san thần hãm hại trung lương, con vẫn tin rằng chàng sẽ được phục chức làm quan. Của hải trung thần thì lấy ai giúp nữa.
còn chỉ là một cô đào hát, đã để cho chàng khổ lụy bấy lâu. Cho nên đành phải xa biệt từ đây, dù chưa khuất không thương người đã khuất. Không ngừng chàng ơi, để cho chàng được làm quan thương dân gắng sức, tiện thiết từ đây vĩnh viễn phải xa chàng, mang theo nghĩa cả lên đường trông tranh bóng hà đoàn trường không qua. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã chú ý đón xem.